Bác nha, chào mừng các bạn đến với kênh Đất Đắk Nông của em nha. Hôm nay em giới thiệu cho bác một mảnh đất là đất xào thành phố Giang Nghĩa nè các bác này. Cạnh bên là khu đồi chè các bác này, cạnh bên là khu công ty đồi chè. Đây, có đường công ty sẽ mở đường cho các bác đi nha. Đó, khu này đồi chè, trên đây là hồ view đồi chè này. Còn kia là thành phố chứ. Ở đây nhìn view thành phố các bác này. Đó, đây nhìn view thành phố các bạn này. Đó. Đây mà nhìn, xây nhà lên nhìn view thành phố các bạn nhá. Đó. Thành phố Giang Nghĩa đấy. Trước mặt chúng ta đó, mặt đất này là hai sào. Ao hồ đầy đủ các bác nhá. Mặt đất này cách trung tâm thành phố rơi vào 2-3 km vào trung tâm. Đấy. Đất này nó thuộc Sùng Đức kìa. Phường Nghĩa Trung. Đó. Thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đất chúng ta là từ cái hàng rào cái bờ biên này các bạn này. Đấy. Từ cái bờ biên này này. Đây trên đây là bác nhà đã ủi đã để làm nhà này. Từ bờ biên này các bác nhá. Chạy một phát xuống hồ kìa, xuống ao riêng cả. Còn bên đây là từ cái đường đi này. Trên đây là cái đường đi của công ty này. Đó. Đây từ đây này. Xuống như ao hồ này các bác nhá. Hai sào này. Đó. Bên kia là công ty kìa. Công ty người ta làm rau sạch. Còn trước mặt chúng ta là thành phố Giang Nghĩa, view rất đẹp luôn các bác nhá. Đây, đất cao. Trên đất thì bác nhà có một cái ao này. Đường xe hơi dựng nơi đường 3 mét các bác nhá. Đường 3 mét ngày xưa bác chủ nhà. Đấy nhá. Và nếu mà ai mua thì cùng với chủ nhà đổ con đường bê tông 3 mét nhé các bác nhá. Đường này là đường đi chung. Đường bê tông 3 mét đi chung các bác. Các nhà đã hạ bầm. Nó hạ cấp này. Hạ 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp. Đây dưới đây có một cái ao nữa các bác nhá. Đấy, ở đây khu này thì các bác cán bộ rất chỉ là nhiều nhá. Ở đây cán bộ như công an rồi cán bộ của thành phố Giang Nghĩa rất chỉ là nhiều. Đây, ao này của mình nữa các bác này. Ao này có ao riêng nữa các bác này. Bác chủ nhà nó trồng dừa này. Đường này đi ra là 3 mét này, độ bê tông các bác này. Này. Đấy, ao. Đấy, ao này của mình các bác nhá. Có một cái ao này. Đó. Đất này thuộc đất thành phố. Nên bác chủ nhà đang giao cái giá là 400 triệu một sào các bác nhá. Hai sào này bác chủ nhà đang kêu 800 này. Các bác mà thấy hợp lý thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em 0866143839 để em dẫn các bác đi comment đất này các bác nhá. Các bác nhớ coi xong bản 2 cho em một like nhá. Đây đất này từ cái đất đường này này. Chạy qua tới bụi kia em kia các bác ạ. Chạy thẳng lên các bác nhá. Còn này đường này đường đi ra này. Đường này. Đường này đường đi ra, đường này hai đường nhá các bác nhá. Các bác nhớ coi xong và nhớ ký like và cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác.